Ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng doanh nhân đã rạn nứt tình cảm. Nhật Kim Anh là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, song song ở cả hai lĩnh vực, ca hát và phim ảnh. Không chỉ thế, cô còn được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc với Bửu Lộc, một doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng ở miền Tây. Cả hai đã làm bạn khá lâu mới quyết định tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Kể từ sau khi lên xe hoa, Nhật Kim Anh gần như tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Cô khá thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân. Ông xã cũng từng tháp tùng cô trong nhiều chương trình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công chúng thấy Nhật Kim Anh không còn vui vẻ, tươi tắn như trước. Sức khỏe cô liên tục suy yếu phải nhập viện điều trị. Mới nhất là cách đây vài tuần, Nhật Kim Anh bị tai biến ở bên Mỹ. Sau một tuần điều trị, cô cũng đã về Việt Nam. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của ông xã cô bên cạnh. Trên Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh cũng đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng gây khó hiểu. Nhiều người tinh ý nhận ra, Nhật Kim Anh không còn chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc như trước nữa. Ông xã Bửu Lộc cũng vắng bóng, không bên cô trong những sự kiện của làng giải trí. Thậm chí mới đây nhất, trong buổi tiệc sinh nhật của Nhật Kim Anh, cô chỉ ăn mừng cùng các fan và con trai. Món quà cô nhận được từ người hâm mộ là chiếc đầm trị giá cả chục triệu. Nhật Kim Anh xúc động gửi lời cảm ơn các fan, con trai nhưng không mảy may nhắc đến chồng. Cô cũng không chia sẻ kế hoạch mừng sinh nhật hay món quà mà ông xã cô tặng. Cách đây không lâu, Nhật Kim Anh từng viết trên trang cá nhân: "Ngày xưa ông thầy nói đúng, số mình mãi mãi cô độc và cảm thấy chỉ có một mình." Đám cưới tưng bừng của Nhật Kim Anh ở quê nhà. Nữ ca sĩ Thà Người Đừng Hứa đã có một đám cưới hoành tráng và ấm cúng vào chiều ngày 23 tháng 12 tại Từ Gia ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Mặc dù 23 tháng 12 là tiệc cưới tại nhà gái, nhưng tối ngày 22 tháng 12, Nhật Kim Anh vẫn tham gia lễ trao giải Ngôi Sao Xanh sau khi nhận được hai giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích và bộ phim Tìm Chồng Cho Vợ Tôi đoạt giải phim truyền hình xuất sắc nhất. Cô đã tức tốc cùng mẹ đi về trong đêm để kịp chuẩn bị cho tiệc cưới ngày 23 tháng 12. Không gian lễ cưới khá đơn giản. Theo tiết lộ của một số người thân trong gia đình Nhật Kim Anh, thì số lượng khách mời đại tiệc là 400 người. Sau những ly thức cưới hỏi, cô dâu Nhật Kim Anh đã thay mặt cho vợ chồng nói lời cảm ơn đến quan khách hai họ, bạn bè, đồng nghiệp đã dành thời gian chia vui cùng hai vợ chồng. Liền ngay sau lời cảm ơn, cô và cô dâu chú rể đã thể hiện tình yêu mặn nồng của mình bằng màn khóa môi trên sân khấu trước sự chứng kiến hơn 400 quan khách và bạn bè đồng nghiệp. Mặc dù kẹt lịch diễn, nhưng ca sĩ Quang Hà vẫn đến chung vui cùng người em Nhật Kim Anh trong ngày cưới. Liền ngay sau đó, anh phải quay về Sài Gòn để tiếp tục công việc. Nghệ sĩ hài Minh Béo và diễn viên Đại Ngọc Trâm. Nghệ sĩ hài Quốc Thuận là một người anh thân thiết của cô dâu và chú rể. Diễn viên Hà Trí Quang là một người em kết nghĩa của Nhật Kim Anh và Bửu Lộc, nên anh đến rất sớm để phụ Nhật Kim Anh chuẩn bị mọi thứ cho tiệc cưới. Danh hài Tấn Beo và chị gái chụp ảnh cùng vợ chồng Nhật Kim Anh. Trong tiệc cưới, cô dâu Nhật Kim Anh đã thay 3 bộ váy cưới. Nhiều khán giả hâm mộ đến xem đám cưới thật đông, họ cũng tranh thủ chụp ảnh cô dâu và chú rể. Nhật Kim Anh thể hiện tình cảm của con dâu với mẹ chồng bằng một nụ hôn. Đặc biệt là nghệ sĩ hài Quốc Thuận với ca khúc Ngày Mai Tôi Lấy Vợ, một sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Với phong cách biểu diễn riêng, anh đã thực sự khiến cho tiệc cưới mang nhiều phong cách khó quên. Hàng Thế Tú với ca khúc quen thuộc Lâu Đài Tình Ái. Đặc biệt là nghệ sĩ Hài Minh Béo đã làm một lèo hai bài hát mới nhất của anh. Với phong cách biểu diễn riêng, anh đã thực sự khiến cho tiệc cưới mang nhiều phong cách khó quên.